Còn tổng thể khuôn mặt cô muốn giống ai? Minh Hằng. Nhỏ đó xấu quá. Dạ. Thì người ta nói là quan trọng không quan trọng, thì ra thì
hiện tại bây giờ là họ hay đi đâu, mới thu hút người ta không chỉ trong Covid mà đối với ngành xã hội như vậy, bất cứ ngành nghề nào khi các bạn có một chút hài lòng, vui nhìn một tí, sáng tạo một tí thì chắc chắn là nó sẽ phù hợp cho mình nhiều hơn. Nếu như mình hàng tháng sao cái gì đó mà đối với Amy khi mà lúc mập á nó rất là khó, các bạn thật khi mà các bạn đi lên xinh đẹp rồi cái gì đó rất là nhanh. Còn theo em thì cảm thấy như thế này, em không biết là anh và tất cả các bạn cảm nhận như thế nào. Riêng bản thân Kim Thảo ấy, thì Kim Thảo sẽ chia sẻ với các bạn, ngày xưa Kim Thảo là một người rất là mập, một cô gái rất là mập mà vô tâm lắm, không có suy nghĩ gì về ngoại hình nhiều hết á, lúc đó mình cũng không có ý thức được là mình phải làm đẹp như thế nào và làm đẹp và mang lại lợi ích gì cho mình. Lúc đó em vô tâm lắm rồi thì mọi người xung quanh đó xem thường em rất là nhiều, hầu như người ta cũng không có chú ý gì về đến tài năng của em. Rồi sau này á, em áp dụng cái phương pháp là giảm cân bằng sự tập luyện và tập gym rất là nhiều, ăn theo chế độ và ăn kiêng theo chế độ luôn. Rồi sau đó thì em cũng đã giảm cân và em được cái ngoại hình như em mong muốn, thì từ đó thì em cảm thấy là mọi việc em làm trở nên dễ dàng hơn, cũng như là mọi người xung quanh á chú ý đến em nhiều hơn và cái phần tài năng của em á được mọi người công nhận nhiều hơn. Em muốn chia sẻ là ngoại hình cũng rất là quan trọng, nhưng cũng đừng vì thế mà các bạn bỏ qua cái phần tài năng của mình nha. Như trong phim á thì nó phản ánh thật sự luôn, hai cô gái là Hà My có tài nhưng không có sắc cũng chẳng làm được gì, còn cái cô gái là Julie Hương Trinh ấy, Julie Hương Trinh trong phim và là gì em, Julie luôn, thì cái cô Julie này nè rất là đẹp, rất là sexy, ngoại hình rất là bắt mắt, khi mà nhìn vào ai cũng thích cô ấy hết trơn á, nhưng mà không có tài năng khác, không có được, nhảy rất là đẹp, công nhận cô ấy nhảy thì tuyệt vời luôn, nhưng mà cô ấy hát không có được thì cũng không làm được gì cả. Trong xã hội này á, xã hội này thì càng ngày càng phát triển rồi, thì Nhật Thảo cũng nghĩ là các bạn cần chú trọng tới ngoại hình lẫn tài năng luôn, thì sẽ dễ dàng chinh phục khán giả và chinh phục tất cả các người xung quanh hơn. Anh có nghĩ như vậy không anh Lam? Sáng bởi dạ. Cái cô gái là phụ nữ là rất là đồng cảnh ngộ của phim này luôn, nên là dạ. Khi mà nói về cái nội dung của phim này thì Nhật Thảo quá là rất là hào hứng, không dạ. Rất là chia sẻ dạ. Mà xem xong bộ phim á, công nhận luôn, xem bộ phim phiên bản Hàn Quốc lẫn phiên bản Việt Nam, không hiểu tại sao em khóc rất là nhiều. Em khóc bởi vì em thương cho cái hoàn cảnh của một người con gái á, khi mà không có nhan sắc á, bị những người xung quanh sân si rồi biểu môi rồi trêu ghẹo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những review tới nha.